Chào cả nhà nhé. Hôm nay em lấy về cây giáng hương nha mọi người. Vừa nãy giáng hương rất chi là nhiều nhé. Số lượng bao la luôn nhé. Tha hồ luôn. 6 7 vạn cây nha mọi người, 10 ngàn. 6 7 vạn cây nhá. 6 7 10 ngàn cây. Giáng hương cẩm lai trắc đỏ nhé. Cây trồng rất chi là đảm bảo nha mọi người, tháo lưới này không lập lưới nhé. Như vậy mọi người về trồng đảm bảo.